Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của Vũ Lít Food. Hôm nay chúng ta sẽ ăn gà rán nha các bạn. Mình vừa mới đặt hai combo gà rán ở Popeye với giá tổng cộng là 164.000. Và combo đầu tiên bao gồm một chai nước ngọt, một miếng gà rán và một ly khoai tây nghiền. Combo thứ hai chúng ta sẽ có một miếng gà rán thảo mộc. Đây là miếng gà rán không có xương. Một chiếc burger gà cổ điển. Và cuối cùng chúng ta có một cái bánh này là cái bánh gì của Mexico mình quên tên rồi. Burrito hay là burrito gì đấy các bạn ạ. Chỗ này họ cho mình cả bao tay nữa các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ ăn bốc. Và chúng ta có thêm rất là nhiều tương ớt cũng như là tương cà. Và với 164.000 thì cái combo gà rán này theo mọi người là đắt hay rẻ? Hãy comment ở dưới để cho mình biết với nhá. Cá nhân mình thấy là cũng khá là ok. À ngoài ra thì chúng ta còn có thêm rất là nhiều khăn giấy đấy nhá. Rồi và bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm tất cả các món ăn ở đây xem nó thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ ăn thử cái miếng gà thảo mộc xem nó thế nào nào. May quá được miếng cánh các bạn ơi. Mình sẽ dưới lên một miếng tương ớt nhá. Bởi vì nó không có chỗ để cho nên là mình phải ăn như này. Mời các bạn nha. Mình nghe mọi người nói là gà rán ở Texas nó rất là cay. Nhưng mà cái miếng đầu tiên mình ăn vào thì thấy mình không cay các bạn ạ. Mặc dù là mình đã đặt là cay rồi nhá. Nhưng mình ăn thấy nó không cay. Với cả là ăn khúc mà mới bỏ vào miệng á. Thì mình thấy khá là giống với lại gà tắm nước mắm ở bên Popeye. Nhưng mà nhá. Thịt bên trong rất là mềm. Và cái vỏ bên ngoài thì nó lại giòn nhá. Mình ăn gà tắm nước mắm ở bên Popeye ấy, thì cái vỏ bên ngoài nó không có giòn, nó rất là mềm. Và thịt bên trong cũng rất là mềm. Nhưng mà được cái ấy là vỏ bên ngoài thì nó lại giòn. Và cái hương vị càng ăn ấy thì thấy hương vị nó càng khác. Cũng khá là lạ các bạn ạ. Dưới tương ớt rồi nhá. Wow. Mời các bạn. Các bạn nhìn miếng gà này. Nhưng mà sâu bên trong thì nó lại không được mềm. Mềm quá. Nó có phần hơi bở. Nếu như mà so với lại gà rán ở bên KFC hay bên Popeye thì bên trong của nó hơi bở hơn. Từ từ đã, mình uống miếng nước đã. Ăn nó hơi nhiều thịt gà rồi, nhiều cái phần bên trong ấy. Hơi nhiều thịt gà cho nên là nó hơi bị ngán. Cho nên là mời các bạn miếng nước nhé. Wow, lâu rồi mình không uống nước ngọt. Giờ uống cái nước này vào ấy.
thế nó không có ngon bằng nước trắng luôn đấy các bạn ạ. Tiếp theo là xin mời mọi người một miếng gà không có xương. Giờ có cái bịch này cứ dưới tưới này thôi, đổ ở đây cũng được, để tí nữa mình đổ ra sau. Mời các bạn nha. Cái này ấy, ăn ở bên ngoài nó rất là giòn các bạn ạ, nhưng mà bên trong nó ngán lắm. Nếu mà so sánh cái này với lại mấy cái chỗ mình ăn như kiểu là ở những cái quán gà rán khác ấy, thì mình thấy là thịt ở bên trong nó sẽ mềm hơn ấy. Còn riêng cái chỗ này mình ăn nó hơi khô, thực sự là nó hơi khô thật, nên là khiến cho mình cảm thấy nó nhanh ngán hơn so với những quán gà rán khác mà mình từng ăn các bạn ạ. Để đổ tương ớt cũng như là tương cà ra, ngán lắm cho nên là phải uống nước các bạn ơi. Ui, hay là do mình uống cái nước này nó không có đá nhở, mình uống thế nó ngọt thế luôn á. Tiếp theo thì mình sẽ ăn cái bánh này nhá, để trong cái thời gian nó đang còn nóng á. Trời ơi, lại là gà các bạn ạ. Và gà chỗ này thì mình ăn thấy nó khô lắm. Để sau ấy. Lẽ ra ngoài gà thì mình nên đặt một cái khác như tôm hay bò, nhưng mà như không có sao các bạn ơi. Ăn nhiều gà quá. Giờ lại thêm một cái miếng má đùi nữa. Hồi nãy là miếng cánh, bây giờ là miếng má đùi. Không có miếng đùi nào, nhọ thật. Mời các bạn miếng gà rán classic nhá. Tất cả mình ua, mọng nước luôn. Tất cả mình đặt đều là cay, nhưng mà ăn thì thấy không cay lắm. Ui, nhưng mà cái này nhìn nó mọng nước rồi các bạn nhìn này. Hy vọng là nó không có quá ngán. Được hả? Lúc mà mình ấy ra đấy mình thấy nó khá là mọng nước các bạn. Mềm với mọng nước nhá. Thế nào? Đánh giá khách quan thì cái này không có ngán lắm. Nhờ vẫn phải uống miếng nước các bạn ạ. Phê. May quá, vẫn có cái muỗng để xúc khoai các bạn ơi. Mình sẽ ăn một miếng khoai. Khoai tây ghiền. Mời mọi người nhá, như ăn kem luôn. Ăn cũng được. Cuối cùng thì mời các bạn một miếng burger gà. Trời ơi, mình cảm thấy hối hận quá, sao mình không đặt burger tôm nhỉ? Hay được, mà hình như chỗ này không có burger tôm, chỉ có burger gà thôi phải. Cho nên là mời mọi người nha. Hôm nay mình đặt nhiều gà quá các bạn ạ, cho nên là mình ăn ăn thấy nó ngán gà luôn rồi. Chắc là tối nay mình nằm ngủ mình mơ thấy gà luôn quá các bạn ạ. Toàn gà là gà. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi clip của mình nha. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Còn cái phần hamburger này chắc là tí nữa mình hết ngán thì mình sẽ ăn tiếp. Bây giờ thì bye bye.